Thì tao biết đâu, thì thấy cửa nhà mở thì cứ cứ quét ra thôi, thì ngay lúc đó là mẹ ngăn lại, nó quét vô. quét ngược vô cho mẹ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Daily Daily, mình là Cindy. Và mình là Khanh. Nhân dịp Tết đến, tụi mình muốn giới thiệu tới với các bạn những món ăn truyền thống mà gia đình tụi mình hay ăn và những cái văn hóa mà gia đình tụi mình hay làm. Hôm nay thì tụi mình có canh khổ qua, thịt kho trứng, dưa giá, lạp xưởng và bánh tét. Nghe là thấy hấp dẫn rồi đó nha. Vậy Du có biết những cái ý nghĩa của những cái món ăn này không? Mi biết thì biết chút chút cũng được, ông bà nói qua nói lại thì có bánh tét thì tượng trưng cho người cha người mẹ nè, trụ cột gia đình nè. Tết gia đình Du như phía người Bắc vô nhà Du thì có bao giờ ăn canh khổ qua không? Well, My thì cũng thấy mẹ mình có nấu. Nhưng mà gia đình của Khanh là từ ở miền Bắc. Nhưng mà khi mà Khanh sinh ra là ở Sài Gòn, cho nên Khanh cũng không có biết nhiều về những cái truyền thống này. Nhưng mà Khanh có thấy là mẹ có nấu canh khổ qua, cũng những nấu những cái món này. Nhưng mà nói về ý nghĩa thì Khanh cũng không biết nhiều lắm. Những cái mà My biết á, là bánh tét nè, rồi thịt kho nè, là đều là những cái món ăn mà giữ lâu được. Thì thường là vào ngày Tết là ở bên Việt Nam người ta không có chợ búa trong những ngày Tết, cho nên những cái món ăn này là những cái món ăn mà giữ lâu được, thì nó sẽ giúp cho tụi mình không có phải nấu ăn nhiều trong những ngày Tết. Như theo My biết á, canh khổ qua nhồi thịt á là có mang ý nghĩa là cuối năm và đầu năm người ta hay ăn canh khổ qua để mong cho cái khổ của cái năm cũ nó qua đi và cái sự sung sướng nè, ấm áp nè, đông đầy của năm mới nó tới. Hay là tụi mình bắt đầu ăn đi, Ăn thử đi ăn ha, bây thử giờ mỗi canh khổ món qua đi. trước nha. Chưa tới Tết nhưng mà vậy là đúng đúng cái thời điểm để ăn đúng không? Thiệt ra canh khổ qua thì lúc nào ăn cũng được nhưng mà người ta hay ăn cuối năm, cuối năm là người ta ăn nhiều nhất. Thì mình là cuối năm nè. Nói về thịt kho trứng này, Du biết tại sao hả? Trong năm mới người ta lại có món thịt kho trứng không? Thịt kho trứng á, mỗi miền người ta sẽ có mỗi cái ý nghĩa khác nhau. Ví dụ như khi mà cái nơi mà My lớn lên á, tại My ở miền quê mà, thì khi mà người ta chỉ tới mùa xuân á, hoặc là tới Tết á, thì người ta mới để dành tiền mua thịt thôi. Thì những cái thịt nè, chút mỡ chút nạc này nè, cái đó là cái miếng thịt ngon nhất trong con heo, thì chỉ có tới khi mà có khi tới mùa xuân có tiền á mới mua thịt về để kho vậy thôi. Trứng á, thì nhà nào cũng có, đa số tại vì khôi mi miền quê thì trứng nhà nào cũng có nên người ta bỏ vô cho thêm chút màu sắc, thịt với mỡ mà thì ăn vô nó rất là ngán, nên mình sẽ ăn kèm một miếng dưa giá và kèm một miếng trứng nha. Mình nói cho các bạn biết là hôm nay tất cả những món ăn này là do Cindy nấu đó nha. Cảm ơn Cindy nhiều nha. Sao anh thấy sao, ăn thì thấy giống Tết chưa? Giống lắm rồi đó. Nói chung là đây tất đều là những cái món mà mình ưa thích, trừ cái món khổ qua này tại vì nó đắng quá. Nhưng mà có điều thịt kho trứng hôm nay làm cũng rất là vừa ăn đó nha. Thì đối với mình thịt kho trứng nó rất là dễ ăn. Cho tới khi mà mình qua bên Mỹ rồi đó, thì các bạn biết mình có anh em họ, có nhiều người cũng đẻ bên Mỹ, thành ra người ta không có có nhiều người ta không có biết ăn những cái món ăn Việt Nam, như là canh khổ qua thì cũng hơi khó ăn nè, dưa giá cũng có thể hơi khó ăn. Nhưng mà đặc biệt là mình thấy là thịt kho trứng nó quen thuộc, nó vừa giới thiệu được cái truyền thống mà nó mình cũng có thể mình mời người ta ăn được, tại nó rất là dễ ăn. Lạp xưởng hôm nay thì rất là dễ làm. Tụi mình mua lạp xưởng ở chợ rồi mình chiên lên thôi, thành Xong ra rồi mình cắt ra. mình cắt ra nữa, cho nên cái món đó là cái món chắc là dễ làm nhất trong tất cả những món ăn ở đây. Rồi để mình kể về những cái mà tụi mình research được. Ở mỗi vùng miền sẽ có những món ăn truyền thống khác nhau. Miền Bắc có bánh chưng, xôi gấc, thịt gà luộc, giò thủ, nem rán. Ở miền Trung có bánh tét, thịt muối, nem chua, chả bò, dưa mó. Ở miền Nam sẽ có bánh tét nè,
Thịt kho dừa, lạp xưởng, khổ qua nhồi thịt và củ kiệu, tôm khô. Vậy tính ra hôm nay là tụi mình làm về kiểu miền Nam. Đúng rồi, tại vì dù là My là người miền Trung nhưng mà lớn lên theo phong cách của người miền Nam, gốc miền Trung thôi Nếu mà mà. tính vậy là hôm nay hơi bị thiếu món bánh chưng. Là nhà nhà của My là lúc nào cũng có bánh chưng. Chắc là tại nhà người miền Bắc đó. Bánh tét là được bọc qua nhiều lớp lá như hình tượng của một người mẹ bọc lấy người con. Người ta ăn bánh tét như một cách để nghĩ về mẹ, như chị em cùng một mẹ sinh ra để đùm bọc lẫn nhau. Có nhân xanh, nhụy vàng gợi cho ta màu xanh của đồng quê, của đời sống chăn nuôi, gợi cho ta niềm mơ ước an cư lạc nghiệp của mỗi gia đình. Canh khổ qua nhồi thịt thì như xin đề đã nói là để cho khổ qua nhiều may mắn thành công sẽ tới. Thịt kho có ý nghĩa là muốn con cháu sum vầy tưởng nhớ đến công ơn của những người đi trước. Hột vịt đó là không có được sắc ra, để nguyên trứng, ngụ ý một năm mới trọn vẹn và đầy đủ cho gia đình chủ. Nhưng mà hôm nay mình lỡ sắc ra rồi thì thôi, mình coi như mình gọi là hai nửa ghép làm một. Còn dưa giá thì ăn kèm với thịt kho cho đỡ ngán. Thành phần chủ yếu là gồm có dưa giá, ở trong dưa giá là gồm có giá hẹ, cà rốt. Còn lạp xưởng thì màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn. Thì thường là mình cũng bao lì xì mình cũng có đỏ, cái gì mình cũng đỏ hết, Tết là mình thích đỏ đúng không? Nó còn có một cái ý nghĩa khác đó là ăn may mắn. Thì đó là cái nền văn hóa Trung Hoa giống như Cindy mới nói đó, là mang đến may mắn tài lộc. Và những cái lạp xưởng thì kết nối với nhau thành sâu, tượng trưng cho những cái sâu tiền để thể hiện mong ước được may mắn, giàu sang. Rất là hay. Như gia đình Du á thì qua đây cũng mười mấy năm rồi, thì Tết nó Mười không có năm được đông đầy như ở Việt Nam, thì thường Tết gia đình Du sẽ làm gì? rồi. Anh thì Tết ở Mỹ, Tết ở Việt Nam thì nó rất là khác nhau. Thì tại vì Việt Nam Mình mình có tổ tới chức cả tháng để chuẩn bị Tết mình hả? mình tổ chức lớn hơn. Còn ở Mỹ theo như My biết đó là mình tổ chức cái Giáng sinh rất lớn hơn. Thì ở Mỹ á, nó buồn một cái là Tết vẫn phải đi làm. Nếu mà nó không có rơi vào ngày thứ bảy chủ nhật thì Tết mình vẫn phải đi làm. Như bố mẹ My thì vẫn muốn giữ cái truyền thống nó nấu bánh chưng. Thành ra bố mẹ My vẫn có nấu bánh chưng nấu bánh chưng vào mỗi dịp Tết. Gần như là 10 năm qua đây thì chắc cũng 8 năm nấu bánh chưng. Thành ra dù là không có được nghỉ Tết thì vẫn phải đi làm, nhưng mà vẫn thấy cái có cái không khí Tết ở trong nhà. Như gia đình Du vậy rồi có chân mai chân đào không? Có mua mai mua đào không? Tại vì theo mình biết là ở Mỹ mua mai mua đào thì nó không khó nhưng mà nó mắc. Mà cũng không có nó không có giống như như là mai á, nó cũng không có giống như cái mai ở bên Việt Nam, tại vì nó là mai rừng, thành ra nó cũng nhỏ. Mà muốn mua chắc chỉ có trên Santana là có Có. nhiều nhất thôi, là có nhiều sự lựa chọn nhất. Thành ra mẹ mi chưng mai giả, chưng mai giống như là Cái cái những cái mà trong cái background của mình đây nè. Và xong rồi cái tìm tìm một cái cành khô vậy đó, dáng xong rồi cái lại cắm vô lọ rồi mình gắn mai giả lên thôi. Thì nói chung cũng cũng có không khí, nhưng mà mai thật thì cũng có năm mua, có một năm mua nhưng mà cũng không có bằng Việt Nam. như gia đình My ở ở Mỹ ăn Tết á thì không có ăn một tháng trước Tết, nhưng mà mẹ My thì cũng ráng giữ cái truyền thống, bắt đầu chuẩn bị một tuần trước Tết, rồi mỗi ngày 30 Tết á, thì mẹ thì gia đình cũng có cúng tất niên, cũng làm một cái bàn cũng tương tự vậy nè. Ở đây thiếu con gà, nhà My là sẽ có một con gà để cúng, Gà đưa luộc rước đúng không? đưa gà luộc đúng rồi, để cúng mời ông bà về ăn Tết chung với gia đình cho sum vầy á. Rồi xong sau đó thì nguyên một gia đình sẽ đi chùa đón giao thừa ở chùa, xong rồi đầu năm đi xin lộc ở chùa, thì cái đó được gom gọn vào một ngày 30 Tết. Sau khi mà đi chùa về thì cũng có cúng giao thừa, nhưng không biết nhà vô có không, chứ nhà mình là 12 giờ là bày một cái bàn ra, có trái cây nè, có cháo trắng nè, rồi bông nè, hình như không có đồ ăn,
nhưng mà có bánh mứt nè để cúng giao thừa, giống như là để chào đón năm mới tới với gia đình mình á. Còn nhà My thì cũng có cúng giao thừa nhưng mà bố mẹ My ngủ sớm thành Ừ. ra thường là cúng lúc 9 giờ tối rồi cái cúng cho nhanh, tại vì cũng thật sự cũng buồn cái là qua Mỹ thì nó cũng mọi cái phong tục nó cũng bị phiến đi, thành ra thì cúng cho nhanh rồi đi ngủ để mai còn đi làm. Ủa vậy rồi còn chúc Tết nhận lì xì thì sao? Vô chưa, vô tuổi vô còn nhận lì xì mà. Có Sao không? không? Chắc mấy năm về trước chứ giờ chắc hết rồi. Giờ chắc mình phải 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 lì xì lại cho những đứa cháu hả, những đứa em họ nhỏ hơn mình đó. Chứ nhưng mà cũng có hồi xưa thì cũng có lì xì, thì cũng giống như Thanh mới nói rồi là nếu mà nó trúng ngày thứ bảy chủ nhật á thì gia đình mới tụ họp được thì mới mới có cái phong tục lì xì, còn nếu không thì mình gửi tay người này gửi tay người kia rồi cuối cùng thì lì xì cũng tới tay mình, nhưng mà có điều mình không có được chúc tận mặt rồi hả, lì xì cũng không có được trao tận tay, thành ra cái nét đó nó cũng mất đi một tí. Lì xì theo mỗi cũng như những món ăn mỗi gia đình sẽ có mỗi quan điểm khác nhau đó. Lì xì sẽ thiệt ra nếu như người xưa á, người ta sẽ chỉ bỏ 1 đồng ở nhẩm thôi, lì xì chứ không giá trị nhiều. À, người lớn chúc người lớn với nhau thì là tiền bạc may mắn đúng không, nhưng mà người lớn chúc cho người nhỏ thì người nên cái đồng tiền nó chỉ mang những ý nghĩa người lời chúc thôi, con nít thì mau ăn trông lớn, lớn hơn chút thì học giỏi, lớn hơn chút nữa là may mắn. Còn có cái gì mà mình còn thiếu ở ở Mỹ mà thường ở bên Việt Nam mình hay hay làm không? Có những cái Có truyền thống nào chứ, khác không nhỉ? như đánh bài, chơi lô tô, Chắc hình như bên này cũng có kêu ạ. bầu cua, Trong nhưng bên mà này cái cũng đó có là hả? tại vì mình trẻ nên mình tổ hợp vậy thôi, nhưng cái đó là một truyền thống ở người Việt mình rồi, bên này ít ai làm như vậy đó, trừ những người trẻ có thời gian thì người ta tụ tập, chứ còn người già thì cái đó là không bao giờ có tới. Bầu cua nè, xì dách, lô tô là ba cái mà dễ ăn nhất mà cũng dễ thua nhất. Như vậy, như kể những cái kỷ niệm vậy là dù qua Mỹ dù nhớ nhất gì về Tết Việt Nam. Trước Tết là phải dọn dẹp nhà cửa, nhiều khi tích cửa sổ mà phải tháo ra. Bên này không có như bên Việt Nam, mình có cái cửa sổ mà đóng vô đóng lại nè. Ừ. Nó phải tháo cửa sổ ra, lau chùi, nhiều khi còn sơn lại nhà, sơn lại cửa nữa. Bởi vậy đối với mình thì Tết ở bên Việt Nam là nó gắn với mùi mùi sơn mới. Mỗi lần nghe mùi sơn mới là nhớ tới Nhắc mới nhớ như gia đình My nè, Tết là vẫn tụ tập ở nhà cậu lớn nhất nha, cậu cũng không phải lớn nhất, cậu thứ hai cũng Tết. phải xếp hàng. Ví dụ như năm nay dịch thì không sao, nhưng mà mấy năm là vẫn phải xếp hàng từ lớn tới bé đi chúc Tết từng người chỉ để Nhóm được nhận cái bao lì xì. Sau này My muốn cái truyền thống đó nó vẫn cứ giữ hoài như vậy, tại vì nó đem về cho mình những cái kỷ niệm tuổi thơ á. đúng Nhưng mà bên này thì nó không có còn như vậy nữa, nhưng mà cái đó là cái My thích nhất vào ngày Tết. rồi nha, nếu mà mi có con là mi cũng phải cho nó học tiếng Việt rồi chỉ cho nó những cái truyền thống này thì nó vui, nó không có bị mất gốc. Không bị mất gốc. Theo theo mới biết là gia đình miền Nam, miền nào cũng vậy, người ta sẽ có một cái mâm ngũ quả. Thì như gia đình vô á, ba mẹ có để mâm ngũ quả không? Thì mình cũng biết cái mâm ngũ quả là lúc nào người ta cũng nói là cầu vừa đủ xài đúng không, nhưng mà nhà My thì cầu vừa đủ xài thì vẫn có nhưng mà nhiều khi cũng thêm một số những cái trái cây mình thích ăn vô, thêm thêm nho thêm nho thêm quýt thêm nói chung thêm những cái món cái mình thích ăn vô. Còn bên này nhiều khi nó còn khó hơn là sẽ có những cái món sẽ có những cái trái mà mình không kiếm được, dừa mình Đúng kiếm rồi. được mà nhưng mà nhiều khi cầu không kiếm được, cầu không kiếm được thành ra nhiều khi mình đổi qua những cái khác, mình bỏ cầu đi thì thôi mình chơi dừa đủ xài thôi, mình khỏi cần cầu nữa, mình biết biết chắc là mình có dừa đủ xài thôi đó, rồi mình cũng lại bỏ những trái cây khác vô cho nó thấy cái mâm ngũ quả nó đầy đủ. Rồi nhà của Cindy có để mâm ngũ quả không? Có chứ, nhà My năm nào cũng có một cái mâm trái cây bự vậy nè. Cầu Bự vừa đổ dày thì xài thôi bự mà quá, bự nhưng quá mà bự vậy vậy. nè. Trên đó sẽ có cầu dừa đủ xoài, xong rồi quýt, táo,
lê, bưởi. Ờ vậy cũng giống nhà mấy. Nói chung thích trái gì ăn, ăn được và cứ bỏ vô. Là bỏ vô. Nhưng mà điều quan trọng là lúc nào cũng sẽ có cầu dừa đủ xài. Kiểu như cái đó là truyền thống gia đình mày, lúc nào cũng sẽ đi kiếm cho đủ. Mà mẹ mày á, trên cái bàn mang cái mâm ngũ quả là dù nó không rẻ vẫn mua. Không mua nhiều vẫn mua ít, một hai trái tượng trưng á, để cho năm mới cho nó đầy đủ, không không muốn thiếu gì hết. Tại vì không có muốn buồn á. Truyền thống thì cũng từ xưa khi mà bố còn á, thì đã có những cái đó rồi. Nên bây giờ khi mà không còn bố nữa, mẹ vẫn muốn giữ những cái như vậy. Thì mình đã nói về những cái truyền thống mà mình nên có rồi. Thì thế nào cũng sẽ có những điều cấm kỵ. Theo như ở Việt Nam á, thì người ta sẽ có những điều, nhiều điều cấm kỵ hơn đúng không? Ví dụ như không mặc màu đen vào ngày Tết nè, không quét nhà nè, không đổ rác nè, không làm bể đồ nè. Không đổ rác, không làm bể đồ là điều quan trọng nhất. Là My nhớ tới hồi xưa á, lúc mà còn ở Việt Nam á, My có một người chị. Thì chị lớn My á, ngay đúng mùng 1 Tết làm bể cái bình bông của bố My. Xong rồi đi lấy cái cây đi vô quét nhà. Trời ơi, một ngày mùng 1 Tết bố My không làm tất cả những điều cấm kỵ luôn. Đúng rồi, cái gì điều cấm kỵ trong ngày đó là làm hết. Mặc cái mặc đồ màu đen nữa. Chù chà, nguyên ngày đó bố My sẽ không la. Đợi qua hôm sau bố My bắt đầu lôi ra nói. Rồi la cũng là một điều cấm kỵ luôn. La cũng là một điều cấm kỵ luôn. Nói chung những cái gì không may mắn là không nên làm được. Nhất là ngày mùng 1 Tết. Đầu năm là đã không nên rồi, nhưng mà mùng 1 Tết là càng không nên nữa. Người ta nói quét nhà là quét tiền, hốt nhẹ hốt rác á là hốt tiền. Thì mình hốt tiền mà rác á cũng như tiền vậy á. Mình hốt rác, mình quét rác là mình coi như mình bỏ hết may mắn đầu năm của mình rồi. Bởi vậy điều quan trọng là đầu năm không quét nhà, không hốt rác, không mặc đồ màu đen. Cái đó là điều quan trọng nhất. Thì theo My nhớ thì bản thân My cũng có quét nhà. Cũng có quét nhà, sắp ra cửa rồi. Sắp ra cửa rồi. Mẹ mới chặn lại. Mẹ mới chặn lại, mẹ nói mùng 1 Tết không được quét nhà. Mà còn nhất là không có được quét rác ra cửa nữa. Tại vì mình lúc đó không tìm được cái hốc rác. Bởi vì không có. Không có, thì đâu biết đâu. Thì thấy cửa nhà mở thì cứ quét ra thôi. Thì ngay lúc đó là mẹ ngăn lại, nó quét vô. Quét vô, quét ngược vô cho mẹ. Thành ra là My nhớ nếu mà người ta có nói là cùng không chịu được cái cảnh mà nhà dơ, không quét nhà thì không nên quét ra, mình phải quét vô. Rồi còn điều cấm kỵ gì nữa không? Theo như My biết là nếu mà có thiếu nợ ráng mà đi đòi đi, hoặc là trả. Ráng là đi trả trước khi mà mùng 1 Tết đi, không thôi là cả năm là coi như xui xẻo, hoặc là cả năm là coi như bị thiếu nợ nguyên một năm luôn. Thành ra đó là một những trong những cái điều cấm kỵ mày biết. Rồi những cái mày vô nói là mày cũng có nghe, mày cũng có nghe rồi, cũng có trải qua rồi. Đó là những phong tục truyền thống về ngày Tết mà gia đình tụi mình hay làm. Thì tụi mình cũng mong là video này sẽ mang lại niềm vui cho các bạn đồng hương ở Mỹ đồng cảm với tụi mình, cũng như là các bạn ở Việt Nam sẽ hiểu thêm nhiều về cái Tết ở Mỹ như thế nào. Nếu các bạn có những câu chuyện đáng nhớ vào ngày Tết thì hãy comment phía dưới và đừng quên like, share và subscribe cho những video sắp tới của Daily Dailies. Nhân dịp năm mới, kính chúc mọi người vui trong sức khỏe, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng và trưởng thành hơn trong mọi lĩnh vực. Happy New Year! Chúc mừng năm mới!